chào mừng quý khách hàng thân yêu đến với kênh khánh ngọc hàng thùng em kính chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ mọi người theo dõi video của em chưa có đăng ký kênh vui lòng ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video nên hàng ngày ạ mọi người có nhu cầu đặt hàng thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin vào số hotline của em trên màn hình để em được gửi hàng cho mọi người nhé à, thời gian vừa qua thì em cũng chủ yếu lên các mã áo thì các anh cũng có nhắn tin cho em là em lên cả mã quần đi anh sẽ ủng hộ em thế là em đã đi tranh thủ cắt được cái kiện quần jean và tất cả là hàng của nhật ạ thì các anh các chú mình ưng ý sản phẩm nào thì ủng hộ em nhé và thực sự là cái kiện này thì cái chị chủ quán cũng để cho em một cái mức giá rất là ưu đãi mà em nhận được cái mức giá ưu đãi thì em cũng sẽ gửi tới mọi người cái mức giá rất là yêu thương thôi ạ mọi người vui thì em cũng rất là vui rồi và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em cũng sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho các anh các chú ạ Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em xin phép đi vào chi tiết từng sản phẩm ạ. Sản phẩm đầu tiên. Mã Y1 bụng 84, dài 97 và ống 25. Em này đến từ nhà Li, một thương hiệu sản xuất quần jean cũng rất là nổi tiếng và xịn sò. Em này thì kiểu dáng đơn giản thôi các anh các chú ơi. Hai túi đằng trước, hai túi đằng sau, không có mài có xước gì nhá các anh chú một màu xanh sáng cực kỳ đẹp luôn đấy ạ Càng những em đơn giản thì mặc lên cũng rất là đẹp Mình có thể phối với lại áo polo này Hoặc là áo sơ mi đều cực kỳ đẹp luôn Mã Y1 Bụng 84, dài 97 và ống 25 Phần cúc của nó cũng được dập nội logo thương hiệu nhé các anh các chú ơi Đây ạ Tăng Tăng thương hiệu của nó đây Đó một em hàng hiệu cực kỳ rẻ em cũng vừa chia sẻ với các anh chú, chú rồi em sẽ để cho anh, các chú cái giá cực kỳ ưu đãi luôn mã y 1 bụng 84 dài 97 và ống 25 nhé giá 260.000 cho một em hàng hiệu kiểu dáng đơn giản nhưng mà vô cùng đẹp đấy ạ mã y 2 bụng 94 dài 93 và ống 22 Em này thì bụng khá là rộng rãi dành cho những anh nào bụng bự ấy ạ. Em này đến từ nhà HM nhá. Em này đến từ nhà HM cũng kiểu dáng đơn giản thôi các anh các chú ạ. Đó. Cái màu xanh jean truyền thống nhá. Em này cũng có độ co giãn nhẹ nhàng cho em nhá. Chất liệu khá là dày dặn đấy. Có độ co giãn nhẹ ạ. Mã Y2 bụng 94, dài 93 và ống 22, giá 280 ngàn cho một em jean nhà HM. Đó, kiểu dáng đơn giản thôi. Em zoom gần cho em chú quan sát này, độ mới cực kỳ cao luôn đấy ạ. Đây mọi người có thể quan sát, cái phần này của nó không hề bị chảy xước gì nhá cực kỳ mới luôn đấy ạ. Đó. Mọi người cứ vừa về cái thông số của mình, số đo của mình thì chốt luôn cho em nhé. Hôm nay em để về cái giá rất là ưu đãi luôn đấy ạ. Những em hàng hiệu, Còn những em hàng hiệu giá chỉ có chưa đến 300 ngàn, trên 200 ngàn. Sản phẩm tiếp theo, mã Y3, bụng 80, dài 97 và ống 21. Em này là có giá là 200 ngàn nhá. Em này để em xem tem của nó đâu. Đây ạ. Tem của Nhật đây ạ. Em này ghi là size M nhá. Size M là cái size size trung bình đấy các anh các chú. Ơi. Tuy nhiên thì các anh các chú mình cứ nghe rõ cái thông số ấy. Độ dài dài chiều dài và số đo vòng bụng. Bụng 80, dài 97 và ống 21 em này cũng là form dáng slim kit cho em nhé em này à, có có mài có mài chút xíu thôi ạ đây ạ độ mới cũng cực kỳ cao nhé các anh các chú đó toàn bộ oh, cái cúc của nó cũng được dập cái logo thương hiệu của nó đây nhá rất là tỉ mỉ và xịn sò luôn ạ đó form dáng rất là trẻ trung đây anh các chú quan sát được uh, tất cả các form dáng của nó đúng không ạ? Chất thì hàng hiệu của Nhật thì cực kỳ mềm mại và xịn sò rồi. Nếu nó không có độ có giãn thì nó cũng có cái độ mềm mại. Ấy. Nó không giống như những em hàng của Tàu hay của Việt Nam sản xuất đâu các anh các chú ạ. <laughs> Mã Y3, bụng 80, dài 97 và ống 21, giá 200 ngàn thôi ạ giá rẻ như thế này các anh các chú mình mặc lao động cũng không hề tiếc nhá với những cái em hàng hiệu như thế này ạ sản phẩm tiếp theo mã y 4 bụng 72 dài 102 và ống 15 ống 15 ống nhỏ dáng slim fit nhá các anh các chú ơi em này làm màu xanh sáng ạ à, màu sáng rất là trẻ trung đây tang của nó đây đó chất này khá là mềm có độ co giãn nhẹ cho em nhé đó kiểu dáng đơn giản thôi kiểu dáng đơn giản nhưng mà màu sáng này thì cực kỳ trẻ đấy ạ đây tác của nó cũng được uh, may mã y 4 bụng 72 dài 102 và ống 15 giá 220.000 thôi ạ chất liệu thì vô cùng đẹp rồi Mã tiếp theo mã Y5, bụng 86, dài 95 và ống 21 ạ. À. Giá em này là 220k, một em màu xanh than nhá, một màu xanh than. Tuy nhiên là ở cái phần gối này thì nó có mài, ở hai bên là có mài một chút xíu ở phần gối nhá. Đó, một màu xanh than thôi ạ. À. Em này hiệu của nó đây, Seven Tem. Chất liệu mềm lắm luôn các anh các chú ạ. Chất mềm, nó có độ co giãn này. Co giãn cực kỳ thoải mái. Mình có thể đi đứng ngồi, rất là dễ chịu luôn. Đó. Mã Y5, bụng 86, dài 95 và ống 21, giá 220k. Cho một em hiệu nhật đây ạ. Đó, kiểu dáng cũng rất là đẹp mà quan trọng là cái chất của nó ấy chất co giãn này chất bò mềm này em hàng hiệu này mà có cái có cái giá rất là rẻ luôn và tiếp theo mã Y6, bụng 86, dài 96 và ống 23. Em này kiểu uh, dáng suông ấy các anh các chú. Em này chỉ có giá là 150 000 thôi ạ. À tại vì là cái tang của nó này nó hơi mờ một chút xíu thì các anh các chú mình mua về để lao động nhá mua về để lao động cũng rất là xịn sò em này cũng có độ co giãn cho em này độ co giãn cực kỳ thoải mái và dễ chịu cho anh các chú mình mặc mặc thì rất là dễ chịu đấy ạ đây mọi người có thể nhìn cái phần toàn bộ cúc của nó là cúc kim loại nhá đều được dập logo thương hiệu của nó chất liệu co giãn rất là dễ chịu luôn đây tem nhật đây ạ kiểu dáng cũng đơn giản thôi ạ giá rẻ như thế này thì các anh các chú mình mua về lao động cũng rất là ok mã y 6 bụng 86 dài 96 và ống 23 giá 150.000 thôi Để còn được miễn phí ship nữa rất là rẻ Tiếp theo, mã Y7, bụng 80, dài 96 và ống 21. Em này có giá là 220 ngàn. Đây, em này màu xanh sáng và có mài, có mài, vô cùng trẻ trung. Cái này phải kẹp vào, tháo ra. Đây, hiệu của nó đây, một em nhà Uniquino nhé các anh, các chú ơi. Uniquino của Nhật ạ nhìn cái tang của nó là cũng biết là cái hàng rất là xịn sò rồi đúng không ạ đây mọi người quan sát này kiểu dáng rất là đẹp đúng không ạ mọi người chỉ cần nghe rõ cái thông số vừa với số đo của mình thì chốt luôn cho em nhé rất là mới đấy ạ mã y 7 bụng 80 dài 96 và ống 21 giá 220.000 tôi một em hiệu Winnie Quino này Em này mềm lắm. Xem có độ co giãn không? Cũng có độ co giãn nhẹ nhá, co giãn nhẹ. Em bay. Mã Y8 bụng bụng 80. Bụng 80 đến 85 nhá, vì em này là quần chun các anh các chú ạ, quần chun thì nó sẽ có độ co giãn. Ống 80 ăn à đâu. Bụng 80 chứ. Tại vì người nhà em đo cho em nên em cũng không nắm rõ được. Bụng 80 và dài 93. Em này là dáng là bomber nhá. Đây. Chất là co giãn cực kỳ. Những anh nào mình thích mặc quần jean mà mình mập một chút đấy, thì mặc những cái em này thì vô cùng dễ chịu luôn đấy ạ. Đây, ở đây có cái dây rút nhá. Quần là quần chun ạ có hai ống à, à, em xin lỗi hai cái túi hai túi đứng ở đằng sau này kiểu dáng đơn giản thôi em này độ mới cực kỳ cao luôn còn mới lắm ạ đó mã y 8 bụng 80 80 đến 85 nhé mình mặc thoải mái cho em dài 93 dài 93 em xem tăng mát của nó cái quần nó kẹp kẹp và khó chịu quá Bố em này đến từ nhà gu này một thương hiệu nhà gu cũng rất là xịn sò đấy ạ rất là xịn sò và đắt đỏ mã y 8 bụng 80 8 đến 85 dài 93 đó một màu xanh một màu xanh than rất là đơn giản thôi 28 Mã Y9 bụng 78, dài 99 và ống 15. Giá 180k. Em này cũng có dây rút ạ, à. em này cũng là à, quần chun nhá, cực kỳ dễ chịu và thoải mái cho các anh các chú ạ. À. Em này à, thì có mài và kiểu dáng slim kit cho em nhé rất là trẻ trung, cái này thì dành cho các anh thôi, các anh, các bạn trẻ thôi. Mà cái form dáng này, đó, độ mới cực kỳ cao, độ mới cực kỳ cao cho em nhé. Em xem tang của nó này.ủa em này không có tang gì hả? À, đây đây đây, đây. Còn bộ cũng là tem nhật cho em nhé. Đó. Mã Y9. Bụng 78, dài 99 và ống 15. Đó. Kiểu dáng cực kỳ trẻ trung. Mà em này cũng có độ co giãn nhé. Sờ vào mềm lắm luôn ạ. Có độ co giãn này. Rất là dễ chịu đấy ạ. Giá chỉ có 180.000 thôi ạ. Mã Y10, bụng 78, dài 109 và ống 21. Giá 250 ngàn. Em này cũng cực kỳ đơn giản này. Đây, hiệu của nó đây. Classical. Thương hiệu sản xuất từ những năm 1974, các anh các chú ạ. Em này thì nó có bên uh, cái túi này thì nó cũng nhấn cái may, nhấn cái địa ly ở đây một chút ấy. Tạo nên cái cái phong cách đây hai bên là nhấn cái ni ở đây Tạo nên cái phong cách cũng Vô cùng trẻ trung Em này kiểu dáng đơn giản thôi Mọi người có thể quan sát này Phần sau của nó này Không hề bị chảy xước gì nhá Độ mới cực kỳ cao luôn đấy ạ Em này độ mới đến Chín mấy phần trăm Chín năm chín bảy phần trăm cho em nhá Rất là mới luôn Chỉ thiếu mỗi cái tang là Nó là một cái em quần mới rồi Chất mềm lắm ạ rất mềm lắm có độ co giãn nhẹ nhàng mã y 10 bụng 78 dài 109 và ống 21 giá 250k đó các anh các chú mình vừa ký thông số thì hôm nay chốt ngay cho em mấy mã nhá rất là rẻ luôn kiểu dáng đơn giản thôi một màu thôi màu màu xanh zin đơn giản mã y 11 bụng 80, dài 101 và ống 21. Em này có giá là 200k. Vẫn là tiếp tục là những cái em đơn giản. Đây, em nhiệt của nó đi. Tuy nhiên em này là không có độ có giãn nhưng mà cực kỳ mềm nhé. Những cái em hàng tàu và hàng Việt Nam không thể sánh được với những em hiệu Nhật như thế này đâu các anh các chú ạ. Đó, rất là mới luôn nhá. Những quần mới hay cũ mình có thể nhìn vào cái phần hông này thì mình biết được nó có bị chầy xước hay có bị bài mòn hay không. Nhưng những cái em này vô cùng mới luôn ạ. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Đây, các anh các chú mình phối với lại áo polo này, những áo polo cổ bẻ này cực kỳ lịch sự và trẻ trung đấy ạ. Mã Y11, bụng 80, dài 1, nẻ 1 và ống 21. Giá chỉ có 200 000 nhưng em hàng hiệu này thôi. Em này là màu xanh rêu. Mã Y12, bụng 88, dài 1, nẻ 5 và ống 21. Em này có giá là 220 000 Đây, em này à, của nhà Super Ruby nó có thêm nó thiết kế thêm hai cái túi nhỏ này nữa nhá anh các chú ơi ngoài bốn cái túi cơ bản này ra thì nó thiết kế thêm hai cái túi nhỏ nữa em này màu xanh rêu khá là gọi là gì nhỉ khá là trẻ trung và cái kiểu nghịch ngợ một chút xíu ấy ạ đó ai hợp với phong cách này thì chốt cho em nhé. này nó có mài có mài ở toàn bộ quần thân trước và thân sau ạ thân trước thân sau toàn bộ là mài phong cách rất là trẻ trung đó chất liệu thì không thể chê được đâu nhá các anh các chú mình cứ yên tâm mềm lắm nó mềm nó em này thì không có độ có giãn đâu ạ mã y 12 bụng 88 dài 105 và ống 21 giá 220.000 nhá các anh các chú ạ phong cách cực kỳ trẻ trung đấy ạ dành cho các anh em chưa có kinh nghiệm bán quần lắm mã y 113 bụng 88 bụng 88 dài 102 và ống 18 em này có giá 150.000 thôi em này của cũng là của nhà Uniquino nhá Uniquino màu xanh sáng có độ co giãn này các anh các chú ơi. Hiệu Winny thì cũng rất là xịn sò luôn. 150 000 thì mình mua về lao động này. Mình mua lao động những em này thì quá tuyệt vời luôn đấy ạ. Có độ co giãn mặc cực kỳ thoải mái luôn cho anh các chú mình lao động hoạt động nhiều ấy. hoặc em này thì rất là dễ chịu hơn nhá. Mã Y13 bụng 88, dài 102 và ống 18, 150 000 thế nhỉ? Má Y 14 Bụng 84 Dài 100 và ống 19 Em này có giá là 260 ngàn Một em màu xanh Một em màu xanh cơ bản cực Kiểu dáng đơn giản thôi các anh các chú à Kiểu dáng đơn giản Mặc lên rất là đẹp đấy nhá Cái này à, mình phối với lại à. à, Áo sơ mi cho em này Đóng thùng vào nhá Lịch sự cực kỳ luôn Cái màu này ấy, màu này đẹp lắm ấy ạ Màu này ở ngoài đẹp lắm các anh các chú ơi Cái phần chỉ của nó này được may về cái chỉ vàng này Rất là nổi luôn Rất là nổi và đẹp Càng đơn giản thì em càng thấy đẹp Em cũng thích như mặc những kiểu đơn giản này Mình mặc đi chơi này Mình phối với lại cái áo polo của bé nữa thôi Thì rất là trẻ trung Mã Y14 bụng 84, dài 100 và ống 19 giá 260 000 thôi ạ. Đó, độ mới cực kỳ cao luôn các anh các chú nhé. Độ mới lắm luôn đấy ạ. Nó mềm lắm. Đây, mời quan sát. Cái phần túi này, phần mông của nó không hề bị uh, chảy xước, không bị mài mòn gì đâu nhá. Mã Y15 bụng 78, ống 107 và em xin lỗi, bụng 76, dài 107 và ống 19. Em này có giá là 200 000 ngàn. 200 000 Đây, thương hiệu của nó Em Nhật đây ạ. Em Nhật cho em nhé. Em này cũng là một màu xanh, một màu xanh đơn giản. dáng slim kit. kiểu dáng cơ bản đơn giản thôi, có bốn túi cơ bản nhá. Độ mới cực kỳ cao. Chất cũng là chất co giãn, em sờ thấy nó mềm lắm. Đây, có độ co giãn này. Các anh các chú mình mặc nên rất là dễ chịu. Đơn giản càng đơn giản càng đẹp này các anh các chú ơi. Em đưa xa để các anh chú mình có thể nhìn được hết cái dáng quần. Màu sắc của nó này em lựa ra những cái em rất là đẹp đẹp à. không lầm lỗi nếu mà những em nào có lầm lỗi hay có cũ gì thì em có báo luôn đấy ạ à. em báo luôn và em để với cái giá rất là rẻ luôn mã y 15 bụng 76 dài 107 và ống 19 giá 200 ngàn thôi các anh chú này đó mình vừa cái thông số này thì mình chốt luôn cho em vài chiếc nhá. Mã Y16, bụng 82, dài 92 và ống 18. Em này cũng có giá 150.000 thôi các anh các chú ạ. Đó. Đây ạ. Xem nhật nhé các anh các chú ơi. Em này cũng có độ co giãn nhé. Độ co giãn này. Rất là dễ chịu luôn nhé. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi. Đấy những cái em giá rẻ này thì mình mua về mình đi lao động rất là hời luôn so với những những cái quần mình mua ở ngoài chợ ở ngoài shop ấy như em đấy hàng tàu thì mình cứ mặc những cái em này mình mặc những em này thì mình thành nghiện luôn đấy vì chất liệu của nó rất là xịn sò mã y 16 bụng 82 dài 92 và ống 18 Đó. Y17, bụng 80, dài 1 nẻ 1 và ống 23. Em này có giá là 200.000 nhé. Cũng là một em kiểu dáng đơn giản thôi các anh các chú ạ. Đây ạ. Em chữ nhật cho em nhé. Đó, ôi em này chất cực mềm, siêu mềm luôn đấy ạ. Em xem có co giãn không? Co giãn nhẹ nhàng một chút xíu thôi nhé. Nhưng mà nó mềm ấy. Nó mềm mặc nên cũng rất là dễ chịu luôn ạ. Đây, em này màu xanh, màu xanh tối màu thôi. Form dáng là dáng suông, ống suông. Mã Y17, bụng 80, dài 1 nẻ 1 và ống 23, giá 200 000 Cho một em hàng hiệu, hiệu đơn giản này các anh các chú ơi. Nó, nó bị, em uh, mới lấy ở kiện ra thì nó còn nhăn nheo. Khi mình gửi tới các anh các chú thì em sẽ là lượt đi rất là cẩn thận cho các anh các chú ạ. Y18, bụng 76, dài 97 và ống 20. Em này cũng khá là chất đây. Em này cũng khá là chất. Đây. Hiệu của nó đây. Toàn bộ phần cúc này. Đều được dập cái logo thương hiệu của nó nhé đây ạ tang của nó đây em này là một uh, hai túi thì một túi có nắp nhá có nắp và có cúc cài này khá là hàm hố và chất đây em riêng cái em này cho các bạn trẻ cho cái anh nào mà thích những cái phong cách như thế này bụi bặm như thế này đó giá chỉ có 200 ngàn thôi mua đâu được cái giá rẻ như thế này ạ những em hàng hiệu này Mã Y18, bụng 76, dài 97 và ống 20. Đó, rất là chất đúng không ạ? Rất là chất và hàm hố này. Hôm nay em lên cũng khá nhiều phong cách, phong cách đơn giản nhẹ nhàng, đơn giản cũng có. Mã Y19, bụng 82, dài 90 bận. Bụng 82, dài 98 và ống 17. Em này có giá là 240 ngàn. 240 ngàn. Cho một em nhà Uniquino. Em mát quá trời này anh các chú ơi. Toàn bộ là hàng nhật chữ nhật này. Một em Uniquino. Chất làm chất mềm mại. Có độ co giãn nhá. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi. Kiểu dáng đơn giản. Có xước. Em em xin nhầm có mài. Có mài nhẹ nhàng một chút xíu cho nó trẻ trung nhỉ dành cho những anh thích những cái kiểu mài nhẹ đấy chất liệu mềm lắm luôn chất liệu mềm co giãn nhẹ nhá mã y 19 bụng 82 dài 98 và ống 17 y 20 bụng 100 dài 101 và ống 23 Em này thì dùng dành cho những anh những chú mình bụng bự. Đây, cũng là một em đến từ nhà Uniqlo ạ. Uniqlo. Những em này mà mua mới cũng phải đến tiền triệu đấy các anh các chú ạ. Em này thì màu màu sáng nhá. Cũng là kiểu dáng đơn giản cơ bản thôi nhé các anh các chú ơi. Đó. À tuy nhiên em này là bị em này là lên like rồi nên nên lai like, cắt gấu rồi. Thì các anh các chú mình cứ vừa với chiều dài mình lấy thôi. Thì bình thường là, mua mới về cũng rất nhiều người cũng đều phải đi cắt gấu ấy, cắt ống ấy ạ. Mã y 20 bụng 100, dài 101 và ống 23, giá 250 000 cho một em nhà Uniquino. Đấy. Cũng rất là mới luôn đấy ạ. Mọi người cứ nghe rõ cái thông số vừa với số đo của mình thì chốt cho em nhé. Đây là một em quần chun rất là dễ chịu. Mã Y21, bụng 76 đến 80, dài 1 nẻ 7 và ống 21. Em này có giá là 220 000 Một em màu xanh đen. Đây, nó có chun, quần là quần chun nhá. Chun thì cực kỳ thoải mái và dễ chịu rồi các anh các chú ạ. Em đang xem cái tang của nó may ở đâu đây ạ happy mama <laughs> chất liệu à mềm chất mềm có co giãn nhá đây co giãn dành cho các anh các chú mình thích cái phong cách này mình thích phong cách dễ chịu ấy thì mình chốt những em quần chun như thế này đó em này thì à may một màu thôi cũng không mài không xước gì đâu mặc những em quần này thì mặc lên thì rất là sướng rồi quần jean nhưng mà rất là dễ chịu và thoải mái co giãn đấy đơn giản thôi nhé các anh các chú mã y 21 bụng 76 đến 80 dài 107 và ống 21 Giá 220 ngàn độ mới cực kỳ cao đây em zoom gần để các anh chú mình quan sát này phần mông này phần đũng của nó nhá không hề bị chảy xước gì luôn ạ mã y 22 bụng 74 dài 99 và ống 19 một em hàng hiệu của nhà Eddie em này cũng rất là mới luôn này các anh các chú ơi đó đây cái thương hiệu nó được may may ở hông túi này Nên đi nguyên đây ạ Sang mắc đầy đủ cho em nhé hiệu của Nhật cũng là một kiểu dáng đơn giản thôi ạ chất liệu khá là dày dặn em này không tuy nhiên là em không có giãn nhé nhưng mà chất mềm lắm ạ chất mềm mã y 22 bụng 74, dài 99 và ống 19. Một em hiệu Edwin, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và đắt đỏ. Sản xuất quần jean. Đó. Má Y 23, bụng 76, dài 100 và ống 16. Em này à, form phong dáng slim kit, dáng body. Đây ạ của nó đây. make in Indonesia và có mã code check, check hàng chính hiệu nha, hiệu của Gu nhá. Đó. Vô cùng xịn sò. Màu sắc là màu màu xanh sáng cho em nhá. Màu xanh sáng, chất liệu co giãn dán và dáng bomber slim fit. Đây, độ co giãn, siêu co giãn, cực kỳ thoải mái và dễ chịu luôn đây ạ. Em này cũng kiểu dáng đơn giản, độ mới cực kỳ cao này các anh các chú ạ. À. Đây, mình có thể nhìn rất là mới. Mã Y 23, bụng 76, dài 100 và ống 16, giá 300 ngàn cho một em gu. Y 24, bụng 82 dài 98 và ống 18 lại là một em Eddie Win Eddie Win nữa canh các, các chú ơi đây rất là đẹp này cái phần túi của nó được may thêm cái đường chỉ nổi này đường trang trí này vô cùng đẹp luôn ạ chất liệu cũng là chất co giãn nhá em này ở phần đầu gối của nó là nó có mài có mài một chút xíu này cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn make in Japan đây các anh các chú mình nhìn cái đường kim mũi chỉ của nó cũng rất là xịn sò nhá rất là xịn sò và chắc chắn đó toàn bộ là cúc kim loại đều dập nổi logo thương hiệu một thương hiệu rất là đắt đỏ rồi đây ở cái phần này nó may ba đường chỉ này cực kỳ tỉ mỉ luôn nguyên cái tang của nó cũng còn mới zin luôn đấy ạ make in japan này hiệu Edwin thì các anh các chú mình biết được cái chất lượng của nó xịn sò như thế nào rồi mà giá thì vô cùng ưu đãi luôn. Mã Y24, bụng 82, dài 98 và ống 18, giá 250k thôi các anh các chú ơi. Mua đâu được những cái em hàng hiệu rẻ và xịn sò như thế này. Mã Y25, bụng 84, dài 87 và ống 19. Ống 19 em này nè em này cũng là tem tem nhật đây cái túi của nó có nắp túi nhá có nắp túi ạ sơn tay mỏi tay quá <laughs> kiểu dáng đơn giản thôi ạ có mài có mài nhẹ nhàng nhá Để tùy các anh các chú mình mình thích cái kiểu dáng như thế nào thì mình lựa chọn thôi ạ. Y25, bụng 84, dài 87 và ống 19. Mình xem, chất liệu cũng có co giãn nhẹ nhé. Có co giãn này các anh các chú ạ. Có nắp túi này. Y26, bụng 74, dài 97 và ống 18. Em này có giá là 280.000. Em này mới quá. Em này của nhà Uniquino ạ. À. Em này độ mới cực kỳ cao luôn. Kiểu dáng cũng đơn giản thôi ạ. À. Đây. Không mài, không xước. Một em nhà Uniquino. Chất siêu mềm, siêu mềm, co giãn nhẹ. mã Y26. Bụng 74, dài 97 và ống 18, giá 280 ngàn. Cho một em Uniquino thực sự là anh các chú mình cứ vừa với cái form dáng vừa với số đo của mình thì chốt luôn cho em nhá vô cùng đẹp và xịn sò và rẻ nữa Đấy, độ mới cực kỳ cao luôn Này, em zoom gần cho anh các chú mình nhìn rõ không hề bị chảy xước gì nhá rất là mới bực quá nhỉ, không có bị tuột xa ấy. em chưa có kinh nghiệm bán quần lắm Má Y 27, bụng 76, dài 95 và ống 21. Em này có giá là 300 ngàn. Một em màu xanh than hiệu của nhà Uniquino đây ạ. Em sơ vào em đã thấy chất của nó sướng rồi, nó mềm rồi. Đây, thì toàn bộ cái cúc là cúc kim loại và được dập thương hiệu của nó nhé. Uniquino, kiểu dáng đơn giản này các anh các chú. Cơ bản là có bốn túi thôi. Đó Không mua những cái em này thì quá là phí và tiếc luôn đấy ạ Đó. Kiểu dáng đơn giản, chất liệu xịn sò Giá thành rẻ, hợp lý Có độ co giãn nhẹ nhàng cho em Mã Y 27 Bụng 76 Dài 95 và ống 21 Giá 300 ngàn Rất là mới luôn đấy ạ Y28 bụng 80, dài 97 và ống 17. Em này có giá là 180 000 ngàn Này là một em của nhà Eddie Win. Đây. Cái em này thì nhà này nó thường may may cái kiểu điệu đà lên một chút này. Nên may cái đường chỉ trang trí ạ. À. Cái phần hai cái phần túi này em nghĩ nó là nó mài đấy, nó mài bạc đấy chứ không phải là mài đâu nhá. À, chứ không phải là bạc quá nhiều đâu ạ Đây, mài trước và mài sau Chất quá là mềm luôn Chất siêu mềm Siêu co giãn, dễ chịu Anh các chú ơi Giá rẻ như thế này Mình mua để đi lao động thì cũng vô cùng xịn sò Vô cùng hời luôn đấy ạ Một em hàng hiệu của Nhật Giá chỉ có 180.000 này Y28 Y28 bụng 80, dài 97 và ống 17. Đó. Chất siêu đẹp, siêu co giãn cho các anh chú mình mặc vô cùng dễ chịu. Y29 bụng 70 đến 85. Tại vì em này là quần chun mà. Dài 98 và ống 16, giá 260 000 các anh các chú ơi. Một em bò sáng em này là là có 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 xước nhá có xước cho em này kiểu dáng đơn giản kiểu dáng đơn giản cho các bạn trẻ nhá form dáng slim kit dáng body nhưng mà nó lại ở quần chun và có độ co giãn thì rất là dễ chịu luôn đó Đấy, thân sau kiểu đơn giản thôi điều là thân trước này nó nó xước như thế này để tạo nên cái phong cách trẻ trung ấy dành cho các bạn trẻ đấy những bạn nào biết đến cái kênh này em giới thiệu thì đừng bỏ qua nhé vô cùng đẹp mà giá quá hời luôn đấy ạ mã y 29 bụng 70 đến 75 dài 98 và ống 16 và 260.000 260.000 cái này đã giới thiệu tem mát hiệu chưa nhỉ? Đây nó ở tận dưới sâu này nhá Tận dưới sâu này. Đây. toàn bộ là chữ nhật cho em nhé. Đó. Mắt tiếp theo. Y30. Bụng 80. Dài 1. Nẻ 1. Và ống 15. Em này có giá là 250.000 các anh các chú ơi. Y30. Em này chất mềm quá. Cũng có độ có giãn đây. Đây em này phối với này à, à, cái vải à, lính ạ. À. Đó hoạ tiết đấy em xem trang mắc hiệu họt của nó đâu nào hóa không có nhỉ nó bị rơi mất tem mắc đi rồi tuy nhiên nó cũng là hàng của nhật cho em nhé vì em cắt ở trong kiện polo cái kiện uh, jean nhật mà toàn bộ là hàng của nhật mà đây em này ở cái phần túi đằng sau này cũng được phối thêm phối thêm cái cái họa tiết như thế này nữa thì cách điệu à, em này có thêm túi này có thêm túi có thêm hai túi nha đó rất là rất là lạ đúng không ạ rất là độc lạ đúng không ạ đó mã y 30 bụng 80 dài 101 và ống 15 giá là 250.000 ngàn. 250.000 ngàn rất là cách điệu cách tân này các anh các chú ơi độ mới cực kỳ cao nhá độ mới cực kỳ cao cho em này em dùng gần cận chất cho anh các chú quan sát chất liệu của nó rất là mới luôn nó nó được phối thêm cái họa tiết như này trang trí như này rất là độc lạ đúng không ạ chất xịn lắm đấy ạ rất xịn, co giãn, siêu co giãn, siêu thoải mái cho em nhé. Y30, có Y31 rồi Y31, bụng uh, 72, dài 100 và ống 16, em này có giá là 260 000 Một em màu xanh sáng nhé, cũng là dáng uh, Slim Kit. Một màu xanh sáng đơn giản thôi, này là một em hiệu Gu đó đây ạ một em hiệu hàng hiệu đó em này độ mới cực kỳ cao nhá Đây. rất là mới luôn màu xanh sáng cực kỳ trẻ trung form dáng và màu sắc rất là trẻ trung này dáng body slim fit chất liệu co giãn nhá cái em hiệu này thì cũng cực kỳ đắt đỏ và xịn sò rồi Y31 bụng uh, 72 dài 100 và ống 16 giá là 260 000 thôi ạ cho một em hàng hiệu, độ mới cực kỳ cao. Em này mới đến 9597% ấy ạ. Y32 bụng 80 dài 93 và ống 17, cái này có giá là 260 000 Em này có phối thêm họa tiết này. Đó ở ở phần túi này này cũng được thêu may thêm đường trang trí, may thêm đường chỉ trang trí nhá. Đây. Tuy nhiên ở phần sau thì cũng đơn giản thôi các anh các chú ạ. kiểu dáng đơn giản thôi. nó chỉ là có xước. À, em em nhầm có mài mài. chất liệu mềm chất liệu mềm mà có giãn dễ chịu thoải mái cực kỳ. Đây ạ tăng nhật của nó đây nhá Nhưng này mềm quá chắc chắn là các anh chú mình mặc nên đảm bảo là dễ chịu có độ co giãn nhá siêu co giãn siêu dễ chịu và thoải mái mã Má y 32 bụng 80 dài 93 và ống 17 giá 260.000 đó rất là đơn giản mà đẹp nhỉ Y33 Bụng 76 Dài 100 và ống 20 Em này có giá là 200 ngàn thôi ạ Một em hàng hiệu chỉ có giá 200 ngàn thôi các anh các chú này Không phải là dáng dáng Sẽ kit nhá Em này là dáng suông ạ Này, em nhật cho em nha Em này cũng siêu mềm và siêu co giãn này các anh các chú ơi. Được thế nhỉ? Đây, cũng siêu co giãn này, siêu co giãn và dễ chịu luôn nhá. Màu xanh rất là đẹp ạ. Mã y 33 Bụng 76, dài 100 và ống 20, giá 200 ngàn thôi. Chất siêu đẹp. Y34, bụng 74, dài 100 và ống 17. Một em hàng hiệu Missioner Sport. Đó, em này cũng form dáng đơn giản thôi ạ. Đây, ta của nó đây. Đến từ Italia, make in Italia. Và là hàng xuất nhật. Em này thì không có giãn nhá, nhưng không giãn nhưng mà chất liệu mềm lắm. Chất cực kỳ mềm. Kiểu dáng đơn giản thôi, độ mới cực kỳ cao. Nên các anh chú mình quan sát này. Vô cùng mới luôn đấy ạ. Cúc là toàn bộ cúc kim loại và cũng được dập cái logo thương hiệu của nó. Mã Y34, bụng 74, dài 100 và ống 17. Những em rồi dáng cực kỳ đơn giản mà mặc lên rất là trẻ trung đấy nhá đây các chú y 35 bụng 80 dài 96 và ống 21 em này có giá là 300 ngàn một em hiệu nhà bút đây tên thương hiệu của nó được may ở phần túi này đây ạ hiệu của nó đây Đó. Chất thì siêu đẹp rồi. Em sờ là đã thấy thích rồi. Nó có độ co giãn này, siêu co giãn. Mặc vô cùng dễ chịu luôn. Em này cũng kiểu dáng đơn giản thôi này các anh các chú ơi. Kiểu dáng vô cùng đơn giản. Thì mình mặc nên cũng rất là sang đấy ạ. Đây. Có, có cái độ mài nhẹ nhàng thôi. Chất thì siêu đẹp rồi, độ mới vô cùng cao nhé. Một em hàng hiệu chỉ có giá 300 ngàn. Mã Y 35, bụng 80, dài 96 và ống 21. Một em nhà cũng đâu. Mã cuối cùng. Y 36, bụng 88, dài 101 và ống 19. Em này thì có giá là 200 ngàn. Một em nhà Uniquino. Uniquino kiểu dáng đơn giản này các anh các chú ơi. Đó, thực sự là các anh các chú mình vừa với cái thông số nào trong uh, ngày hôm nay ấy thì chốt luôn cho em nhá giá siêu đẹp siêu ưu đãi luôn rất em rất nhiều em hàng hiệu em này thì chỉ có độ có giãn nhẹ nhàng một chút xíu thôi nhưng mà cũng là hiệu Uniqlo thì cũng cực kỳ đắt đỏ rồi nên tới tiền triệu luôn đấy ạ em này không mài không xước cực kỳ đơn giản và đẹp các anh các chú mình uh, Ờ, có thêm áo bò ấy thì khoác thêm cái áo bò nữa thì vô cùng đẹp và trẻ trung độ tuổi nào cũng có thể mặc được những cái em đơn giản như thế này Đây. độ mới cực kỳ cao luôn những toàn những em hàng hiệu mà giá rất là ưu đại đó thì em hôm nay có lên được 35 năm mã quần jean hiệu của nhật thì mọi người ưng ý cái sản phẩm nào vừa với số đo của mình thì hãy nhanh tay gọi điện vào số hotline trên màn hình cho em nhé để em được gửi hàng cho mọi người ạ. À. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương em ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại.